Hãy nhìn slime của chú này, tuyệt chưa? Chú Trần. Chào các cháu. Chú đang làm gì vậy chú Trần? Dạ, nhìn vui quá à. Chú đang chơi với slime, các cháu có muốn chơi không? Dạ có. Chờ đã nào, mấy đứa làm bài tập về nhà chưa? Dạ. Thật không? Đưa chú xem nào. Chúng cháu xin lỗi chú Trần. Vì muốn chơi nên chúng cháu đã nói dối à. Vậy trước hết hãy làm bài tập và dọn dẹp xong, sau đó chú sẽ cho chơi. Dạ chú. Được rồi. Cái này vui quá. Chúng ta làm bài tập nào lên đi. Hãy nói hình ảnh với từ vựng tương ứng và tô màu chúng. Ồ, cái này dễ quá. Lấy một vài cái màu nè. Người tuyết và áo khoác, giày trượt tuyết và xe trượt tuyết. Tô màu hình này đi em ba. Được. Tô màu cho người tuyết nào. Tô cái mũi và cái nón đi em ma. Nó xong rồi nè. Ừ, nó cũng xong rồi. Hãy dọn dẹp nào. Được. Jenny ơi, chúng ta cần phải dọn dẹp đống đồ chơi bừa bộn. Được. Chúng ta làm xong rồi nè Jenny. Bây giờ đi làm slime nào. Được. Có chuyện gì vậy các cháu? Chúng cháu đã hoàn thành bài tập rồi. Để chú kiểm tra nào. Ồ, cháu làm tốt lắm Jenny. Cháu cũng vậy Emma. Vậy các cháu dọn dẹp xong chưa? Dạ rồi ạ. Vậy cùng chơi nào. Dạ chú. Chúng ta làm slime như thế nào chú? Chú cháu mình sẽ làm slime quyền bí. Wow. Đây, cho cháu một cái. Một cái cho cháu nè. Một cái cho chú. Tiếp theo. Một. Một. Cảm một ơn chú ạ. Đây là cái cuối cùng. Jenny. Cảm ơn chú. Emma. Dạ cái này cho chú. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo hả chú? Chúng ta sẽ cắt quả bóng để xem có gì bên trong. Dạ chú. Chú sẽ giúp cháu. Wow. Có màu xanh này. Nào Jenny để chú giúp. Dạ chú. Wow. Cái này là màu tím. Nhìn tuyệt quá. Bây giờ hãy xem chú có màu gì nào. Wow. Ủa chú là màu hồng này. Cái gì trong cái bóng này vậy hả? Là một bất ngờ. Chú sẽ cắt nó ra và xem. Wow. Có hạt cơm này. Wow. Chú ơi, được cắt rồi. Cái bóng đi. Để chú xem. Hả? Sao khó vậy? Wow. Wow. Thật nhiều màu sắc quá nè. Bây giờ chúng ta sẽ dùng muỗng để trộn đều nó lên. Yeah. Cùng làm nào. Quá, wow, tuyệt quá ạ. Không, làm cái túi thần hồng và rực rỡ quá nè. Của cháu thì tím, có cả màu hồng và xanh nữa. Nào, bây giờ chúng ta phải nhào chúng bằng tay. Không, mát tuyệt đấy. Nhìn xì lam của chú này. Đang cắt lại nè các cháu. Cháu thích làm slime quá. Cháu cũng vậy. Vui thật đó. Các cháu hãy làm slime của các cháu đi nào. Nguyên liệu có sẵn rồi nè. Cháu muốn màu hồng. Cháu cũng vậy. Chú sẽ lấy màu đỏ nha. Giờ chọn kim tuyến và hạt đi. Được. Chú nghĩ tất cả mọi thứ sẵn sàng rồi. Bây giờ cho keo dán vào. Loại keo dán này tuyệt thật đấy các cháu à. Nhìn đây. Còn màu đỏ không thôi. Chú thì rất thích màu đỏ. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho tất cả mọi thứ vào. Hãy nhìn nè. Tuyệt thật đấy. Wow. Hãy nhìn những hạt cườm này xem. Và cuối cùng chú sẽ bỏ những ngôi sao vào. Những ngôi sao màu xanh da trời. Wow. Cháu sẽ bỏ cái này. Hạt cơm. Quá. Và kẹo nữa. Cháu sẽ bỏ những vòng tròn bé này vào. Wow. Bây giờ là những ngôi sao. Cháu sẽ bỏ những ngôi sao tiếp. Và những trái tim màu xanh.
theo. Bây giờ chúng ta cần một dung dịch thần kỳ để tạo thành slime. Làm trước đi Emma. Cháu cảm ơn. Chú thấy đủ rồi, đáo nữa. Cháu cảm ơn. Không có gì. Cuối cùng chú sẽ lấy một ít và sau đó trộn đều nào các cháu. Vâng ạ. Chú thấy slime của mình thật đẹp. Wow, slime của cháu đẹp quá nè. Của cháu cũng vậy ạ. Các cháu nghĩ sao? Slime của ai là tuyệt nhất nè? Chú nghĩ là của chú. Wow, hãy nhìn slime của cháu nè. Thật đó, cháu rất thích màu hồng. Của cháu cũng tuyệt nữa. Hôm nay các cháu vui chứ? Dạ có ạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hy vọng các bạn thích video ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông khi chúng mình ra video nha. Hẹn gặp lại vào lần tới. Tạm biệt.